Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình học giáo lý vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần tại đạo tràng Tịnh Xá Lộc Uyển. Như chúng ta biết, hôm nay chúng ta sẽ học về một cái chủ đề rất là thú vị mà trong phần tài liệu chúng tôi đã gửi đến cho các Phật tử cầm trên tay, cũng như là chúng tôi đã ghi ở trên bảng. Như thường lệ, trước khi bắt đầu vào buổi học giáo lý tối đêm nay, xin mời toàn thể học viên đồng ngồi ngay thẳng trang nghiêm, lắng nghe chúng tôi xưng tụng bài Tán Dương Đức Tam Bảo để cầu Tam Bảo gia hộ cho thân tâm quý Phật tử được trong sạch. Cõi Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng rọi vô biên trí tặng cùng thế gian. Bá chánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sanh vượt khỏi bờ mê. Hôm nay một dạo quay về, quy pháp bảo Bồ Đề tự tâm. Tăng là bậc hiền hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả viên thành. Lục căn tĩnh lặng vô sanh, ứng cúng cao thượng phước lành thế gian. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, tán dương và đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não, là bậc thầy cả của chư thiên và nhân loại. Chúng đệ tử xin đê đầu đảnh lễ Phật bảo. Pháp bảo là những món phương linh diệu dược, có công năng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có lòng tin trong sạch, tu tập và hành theo pháp bảo sẽ hằng được hạnh phúc trong đời hiện tại cũng như các kiếp sống vị lai. Chúng đệ tử xin đê đầu đảnh lễ pháp bảo. Tăng bảo là những vị đệ tử của Đức Phật, các ngài đã chứng quả thánh hoặc còn phàm. Các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Chúng đệ tử xin đê đầu đảnh lễ tăng bảo. Nguyện cầu hồng am Tam Bảo gia hộ cho toàn thể học viên lớp giáo lý có mặt trong buổi tối đêm nay. Nguyện nhờ phước đức phá sanh trong sự lắng lòng nghe chánh pháp mà toàn thể quý Phật tử sớm hưởng được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc tốt, yên vui sức mạnh, và nhất là có trí tuệ sáng suốt để tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng điều nhau cả thảy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, vừa qua chúng tôi đã xưng tụng bài Tán Dương Ân Đức Tam Bảo để cầu Tam Bảo gia hộ cho thân tâm các Phật tử được trong sạch. Giờ phút này chúng ta bắt đầu đi vào nội dung của buổi học tối đêm nay. Chúng ta học sang một cái tiêu đề rất là thú vị, đó là tiêu hóa pháp. Sở dĩ chúng tôi chọn cái tiêu đề này cho các Phật tử, nó có nhiều nhân duyên. Nhân duyên thứ nhất là chúng tôi nhận thấy rằng khi các Phật tử nghe pháp một thời gian, nếu như chúng ta không khéo, tạm gọi là tiêu hóa, không khéo biết thẩm thấu Phật pháp, thì chúng ta nghe một thời gian nó sẽ bị chán nản. Giống như chúng ta thọ dụng thức ăn gì đó vào trong bao tử của mình, nếu như chúng ta không để cho bao tử mình có cái thời gian tiêu hóa mà mình cứ dồn mãi vô, thì Phật tử hình dung cái hiện tượng gì sẽ xảy ra? Đó là chúng ta bị bội thực, chúng ta bị sình hơi, bị chướng khí, vân vân. Nói tóm lại là không tiêu hóa được thức ăn mình vừa đưa vào thì không thể nào đưa thêm thức ăn mới vào bên trong cơ thể. Nghe pháp cũng vậy, nếu như chúng ta nghe mà không có thời gian tiêu hóa thì các Phật tử đến một giai đoạn nào đó chắc chắn rằng chúng ta bị bội thực về Phật pháp. Bội thực về pháp nó biểu hiện như thế nào các Phật tử? Đó là chúng ta nghe nhưng mà chẳng chứa đựng một cái tì vết ý nghĩa gì vào trong tâm thức của mình. Nghe để mà nghe chơi vậy thôi, chẳng để là một ấn tượng, chẳng để là một nghĩa lý. Như vậy chúng ta chẳng hề tích góp một cái chút chất liệu của Phật pháp. Cho nên chúng tôi mới suy nghĩ một cái chủ đề, nói về cái vấn đề
tạm gọi là tiêu hóa để giới thiệu cho các Phật tử. Và một cái nguyên nhân thứ hai á, cái đề tài này nó xuất hiện rất là bất ngờ. Lúc bấy giờ chúng tôi đang ôn thi ở Ấn Độ. Ôn thi thì chúng tôi hay học bài từ 4 giờ chiều đến 8 giờ sáng rồi đi thi luôn. Tức là suốt một đêm không có ngủ. Các sinh viên khác cũng vậy. Thường tới mùa thi là dành trọn một tuần lễ thi để mà học bài. Và trong cái quá trình mà chúng tôi đang ôn bài như vậy á, lúc bấy giờ như là khoảng 1 giờ sáng, đột nhiên là học bài không vô nữa. Viết những cái từ ngữ mới, bởi vì học toàn bộ là tiếng Anh, viết từ mới, viết câu vân vân. Học đến cái lúc đó tự nhiên như là bị bão hòa trong tâm thức các Phật tử, học không vào. Đột nhiên chúng tôi nhớ lại cái vấn đề này. Và ngay lập tức chúng tôi đã tạo nên một cái sườn bài cơ bản và đặt tên là tiêu hóa pháp. Rồi sau khi thi trở về nước á, chúng tôi đã soạn một cái bài rất là hoàn chỉnh. Và hôm nay thì mới có dịp giới thiệu cho các Phật tử. Thưa các Phật tử, đây là một cái đề tài Phật pháp ứng dụng. Nó có thể ứng dụng được trong đời sống của các Phật tử, ứng dụng trong nhận thức và ứng dụng trong việc tu hành. Cho nên các Phật tử cần phải để tâm lắng nghe và phải rút ra cho được một bài học cụ thể, rõ ràng trong đời sống của mình. Như vậy, việc học mới có giá trị. Chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, gọi là khái niệm. Khái niệm ở đây thì chúng tôi sẽ đưa một cái hình ảnh để cho các Phật tử dễ dàng tiếp cận vào cái tiêu đề này. Hình ảnh đó là gì? Đó là hệ tiêu hóa của con người. Con người là một cái sinh vật bậc cao. Con người cũng là một trong những loài sinh vật tồn tại ở trên thế giới này, cho nên đòi hỏi phải có sự thọ dụng thức ăn. Cụ thể đó là bộ máy tiêu hóa. Muôn loài ở trên quả địa cầu này phải có ăn mới có sống. Không có loài nào mà không ăn, không sống cả. Hoặc là ăn cách này, hoặc là ăn cách khác. Như vậy, hệ tiêu hóa của con người là như thế nào? Hệ tiêu hóa của con người, người ta được gọi là một hệ thống các cơ quan với nhiệm vụ là ăn và tiêu hóa thức ăn, và cuối cùng là đào thải những chất dư thừa. Các Phật tử chú ý cho kỹ. Như vậy, qua cái khái niệm này chúng ta thấy rằng nó có một cái loại thức ăn là cái thứ nhất. Thứ hai là có những bộ phận ăn, tức là thọ dụng vào. Thứ ba là có những cái bộ máy hấp thụ chất bổ. Và thứ tư là gì? Đó là bộ phận đào thải những cái chất dư thừa. Đó là bộ máy tiêu hóa cơ bản của con người. Hệ tiêu hóa là một phần không thể thiếu trong cơ thể con người. Đây là nơi tiếp nhận thức ăn, chuyển hóa thành năng lượng nuôi cơ thể. Bây giờ chúng ta sang bộ máy tiêu hóa của tâm thức. Phật pháp là gì? Phật pháp là một cái phi vật chất, là một cái gì đó phải dùng bằng tâm mới có thể tiếp xúc, mới có thể thọ dụng. Như vậy, bộ máy tiêu hóa Phật pháp thì đầu tiên phải có một cái gọi là thức ăn là Phật pháp. Cái thứ hai là gì? Có những cơ quan tiếp nhận, những cơ quan hấp thụ Phật pháp. Phải có những cơ quan thanh lọc đâu là Phật pháp, đâu là phi pháp. Rồi phải có những cơ quan tiếp nhận những cái Phật pháp vào trong tâm thức để mà ứng dụng, và mình phải đào thải cho được những cái pháp cấu bận. Không phải những lời gì người ta nói mình đều nghe, mà phải thanh lọc cho được đâu là Phật pháp thật sự, đâu là những điều không phải Phật pháp. Chứ nếu không, họ đưa những cái xen tạp, những tư tưởng ngoại đạo vào trong Phật pháp, thì như vậy chúng ta nghe theo những cái loại tà kiến đó thì chúng ta chỉ có hại mà không có lợi. Đặc biệt là xã hội bây giờ, nhiều người người ta muốn chống phá về tôn giáo, chống phá về nhà nước, người ta mượn những cái tư tưởng tà vại. Như là gần đây xuất hiện một số tư tưởng như các Phật tử nghe trên báo đài đó,
hội thánh này, hội thánh kia, những tổ chức thế này thế nọ để xuyên tạc những tư tưởng. Nếu như chúng ta không có khả năng thanh lọc được thì chúng ta tiếp nhận những thức ăn này là đang tiếp nhận độc tố vào tâm thức của mình. Cho nên bài này nó cung cấp cho kiến thức cho các Phật tử. Đó là khái niệm về hệ tiêu hóa. Ở trong khái niệm này thì trong nhà Phật có nói đến bốn loại thức ăn. Một người đệ tử của Phật phải hình dung, phải hiểu biết, phải nhận thức cho được bốn loại thức ăn. Và đây là nghệ thuật mà Đức Phật dạy cho chúng ta ăn. Bởi vậy ai sống cũng phải ăn. Chúng ta có kiến thức về việc ăn này thì ăn uống của mình sẽ đảm bảo hợp vệ sinh và có sức khỏe. Cái loại ăn thứ nhất gọi là đoàn thực. Đoàn thực, cái nghĩa đen á, là thức ăn vò viên. Cho đến tận bây giờ Ấn Độ người ta vẫn ăn bằng bàn tay. Họ vẫn có dao, vẫn có nĩa, vẫn có muỗng, nhưng mà đa số họ thích ăn bằng tay. Bởi vì cái quan niệm của họ nói rằng á, khi mà tay tiếp xúc thức ăn họ nhào nặng á, thì cái hương vị thức ăn nó tươm ra, nó tan đều, và khi ăn vào như vậy thì hương vị của nó được bảo đảm và tăng thêm hương vị ngon lành hơn. Đối với người theo văn hóa như Việt Nam mình á, mình chỉ có ăn bánh xèo, ăn gỏi cuốn, bánh hỏi gì đó mình mới ăn bốc. Còn ăn cơm này kia là đa số dùng đũa, dùng muỗng, dùng thìa. Còn họ là ăn bốc. Cho nên theo văn hóa của Ấn Độ, Đức Phật dạy là đoàn thực. Nói chung là thức ăn vật chất được đưa vào miệng, đưa vào bao tử, đưa vào cơ thể của mình. Đây là loại thức ăn thứ nhất. Loại thức ăn thứ hai gọi là súc thực. Súc thực là gì các Phật tử? Súc thực là thức ăn bằng cảm xúc. Cảm xúc của gì? Của sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Sáu căn là gì? Mắt căn là con mắt, mũi căn là lỗ mũi, thị căn là cái lưỡi, là tai căn là lỗ tai, thân căn là cái thân thể, ý căn là cái ý thức. Tiếp xúc với cái gì? Với sắc. Sắc tức là sắc đẹp, sắc đàn ông, sắc đàn bà, sắc chung, sắc riêng, vân vân. Thinh là âm thanh, hương là mùi hương, vị là đồ ăn, xúc pháp. Đó, như vậy khi căn tiếp xúc với trần khởi lên những cảm xúc gì gọi là thức ăn. Những cảm xúc vui thích gọi là lạc thọ. Những cái cảm xúc nào mà chúng ta không vừa lòng, chúng ta cảm thấy khó chịu gọi là khổ thọ. Và những cảm xúc nào chúng ta không có tác ý được lạc hay khổ gọi là xả thọ, bất lạc bất khổ. Ở đây chúng ta nói khái niệm ngắn gọn, không cần đi sâu, bởi vì nội dung chính của chúng ta là ở phần sau quan trọng hơn. Rồi đến cái thức ăn thứ ba gọi là tư niệm thực. Tư niệm nói một cách rõ hơn, đó là mong muốn, đó là tác ý. Khi chúng ta có một khát khao, một cái mong muốn gì đó vào trong cuộc đời này, đó là chúng ta đang ăn bằng tư niệm. Tư là riêng, niệm là ý thức của mình, là cái suy niệm của mình. Khi chúng ta có một khát khao, ví dụ như mong ước là mình học thành tài, đạt được một cái bằng cấp rất là cao, rồi ra quen biết một cái đàn ông đàn bà gì đó hợp với lại độ tuổi của mình, xây dựng một cái gia đình, tạo nên sự nghiệp mái nhà, rồi sanh ra những đứa con, vân vân. Đó là chúng ta đang tư niệm, đang mong muốn, đang khát khao. Và lúc bấy giờ chúng ta là người đang ăn. Và đến cái thứ tư là gì? Thức thực. Thức thực là thức ăn bằng nhận thức.
những cái nhận thức đến từ quá khứ, những cái nhận thức đến từ hiện tại, tất cả những cái nhận thức nào mà đưa vào trong cái tâm thức của mình, mình khởi lên buồn phiền giận hờn, nhận thức ấy là thức ăn của thức thực và nó là độc tố. Còn những cái nhận thức về hạnh phúc, khổ đau, phước báo vân vân, làm cho tâm ta khởi ra hoan hỷ, an lạc, nhận thức đó gọi là thức ăn bổ dưỡng. Như vậy ngang qua bốn loại thức ăn này thì chỉ có duy nhất một thức ăn vật chất, đó là đoàn thực. Ba thức ăn còn lại là ăn bằng cảm xúc, bằng tâm. Chúng ta phải chú ý những vấn đề này, bởi vì đây là nói về thức ăn. Ngoài bốn cái này có một cái gọi là pháp hỷ thực. Pháp là Phật pháp, hỷ là sự an lạc, thực là thức ăn. Ăn thức ăn pháp một cách an lạc, một cách vui vẻ gọi là pháp hỷ thực. Hay là có một cái tên đầy đủ hơn gọi là pháp hỷ thiền diệt thực. Những cái cách ăn này là tiếp xúc những cái pháp an lạc vui vẻ vào trong tâm hồn của mình. Cụ thể khi chúng ta ngồi đây chúng ta nghe pháp, mà chúng ta nghe được cái lời hay tiếng phải, chúng ta khởi lên hoan hỷ vui lòng, đó gọi là pháp hỷ thực, đang pháp. Còn chúng ta cũng tâm trạng nghe pháp mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán nản, cảm thấy nghe không vô, thì chúng ta đang bội thực pháp. Cái đó không phải là pháp hỷ thực nữa, mà gọi là pháp không hoan hỷ. Ở đây là những cái khái niệm về thức ăn thôi các Phật tử. Bây giờ chúng ta sẽ sang nội dung. Nội dung của tiêu đề này vô cùng quan trọng, nói về tiêu hóa pháp. Chúng tôi đã tiếp xúc rất nhiều Phật tử và cũng có một số huynh đệ tăng ni cũng đã từng nói về cái vấn đề mà học pháp và nghe pháp. Vấn đề học pháp, nghe pháp là vấn đề rất quan trọng, bởi vì mình muốn thực hành giáo pháp không có con đường nào khác bằng học pháp và hành pháp. Thế nhưng tại sao một giai đoạn đầu khi chúng ta tiếp xúc vào đạo tràng, chúng ta quy y làm Phật tử, tự nhiên cái lòng tinh tấn của mình dường như là không có bến bờ, cảm thấy mình tu quyết chí là một kiếp cho thành, quyết đi trên con đường không bao giờ quay đầu trở lại, giống như là tráng sĩ Kinh Khai khi mà đi ám sát ông vua Tần Thủy Hoàng là một đi không trở lại. Nhưng mà đi một đoạn cái mỗi chân dừng lại và cuối cùng là không đi tiếp nữa, bởi vì Phật pháp nó đầy quá. Học pháp ở đây, học pháp ở kia, học pháp có tư tưởng này, học pháp tư tưởng nọ, tư tưởng thiền tông, tư tưởng tịnh độ tông, tư tưởng luật tông, nhiều tông phái. Và khi càng chắc chứa vào như vậy, nó làm cho tâm thức không thể nào tiêu hóa, tức là không chịu thực hành. Học pháp mà không hành pháp, không thanh lọc, cứ chắc chứa, cứ dồn chứa, rồi đến một lúc nào đó tự nhiên tâm thức của mình nó đầy rồi, nghe pháp nó chán nản. Chán nản với cái tâm trạng là dường như những cái lời này mình đã biết rồi, dường như những cái lời của giảng sư đó nói ra mình đã biết rồi, nói chung vi thì cũng chỉ có bấy nhiêu điều, chán nản. Không làm mới được tâm thức, không làm cho tâm thức mình tiêu hóa thì bội thực là điều hẳn nhiên. Đến đây thì chúng tôi chợt nhớ trong những câu chuyện thiền của Trung Hoa có kể về một cái sự kiện á, là có một ông quan nọ. Ông quan này là quan văn, ông rất là có sự thông minh, ông học những cái tư tưởng kiến thức ngoài xã hội, rồi ông có nghiên cứu một số vấn đề về Phật pháp. Ông tìm đến một cái ngôi thiền tự và tham vấn một vị thiền sư với cái mục đích là tham vấn về Phật pháp. Khi vị thiền sư ra tiếp xúc với ông quan này, mới mời ông quan ngồi uống trà, và vị thiền sư để cái ly trà đó, rồi mới lấy cái bình trà rót vào. Khi cái chung trà nó đầy rồi,
Ngài không dừng lại, Ngài tiếp tục rót, 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 và nước trà nó tràn đầy ra ngoài. Ông Quang mới nói với thiền sư rằng: thưa thiền sư, trà đã đầy rồi. Ngang qua đó, vị thiền sư mới trả lời rằng: cái chung trà này cũng giống như là tâm thức của ông. Ông mang một cái tâm thức tràn đầy những cái kiến thức vào nơi đây hỏi Phật Pháp, thì dù cho tôi có nói Phật Pháp mang giá trị quý báu hay ho, chuyển hóa như thế nào để chăng nữa, cũng không thể nào thâm nhập vào tâm thức của ông. Ông muốn nghe Phật Pháp, ông phải làm cho tâm thức của mình lắng sạch đi những cái kiến thức trở ngại như vậy. Cũng giống như muốn rót một cái chung trà mới thì ông phải uống cho hết chung trà cũ đã. Câu chuyện này là một cái ví dụ giống như tâm thức của chúng ta. Các bạn tự biết lớp giáo lý này có mặt ở tại tỉnh xá Lộc Uyển này bao lâu rồi không? Chúng tôi nhớ rằng khi chúng tôi lên được chư Tôn Đức cho phép mà chia sẻ giáo lý với các Phật tử, lớp Thọ Bát là năm 2006. Cho đến năm 2010 chúng tôi mới bắt đầu là chia sẻ giáo lý với các Phật tử. Và cái lớp giáo lý này có mặt trước năm 2006 mấy năm. Như vậy tính đến bây giờ là bao nhiêu lâu rồi các Phật tử? Rất là lâu. Trên 12 năm. 12 năm, mỗi năm 12 tháng. Mỗi tháng có 4 tuần lễ. Trong suốt 12 năm như vậy, các Phật tử đều lần lượt vào trong nơi đây nghe Pháp, nghe các vị giảng sư lần lượt từ Thượng Tọa Giác Nhuận, Đại Đức Giác Minh, Đại Đức Giác Thiện, Đại Đức Giác Tôn, Đại Đức Minh Sĩ, có thời Đại Đức Giác Khải, rồi có chúng tôi nữa. Như vậy chúng ta nghe Pháp rất là lâu, xuyên suốt. Cho nên cái kiến thức về Phật Pháp của các Phật tử là chúng tôi nghĩ là tương đối nhiều. Nếu như chúng ta không có một cái sự thanh lọc, sự tiêu hóa thì chúng ta dễ bị chán nản, dễ bị bội thực. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần nội dung thứ nhất, gọi là tiếp xúc Pháp. Chúng ta phải tiếp xúc cho được Phật Pháp. Nếu như Phật Pháp mình không tiếp xúc được thì cũng giống như mình ăn mà không chịu đi đến cái bàn ăn. Bụng mình đang đói, bảo mọi người, mẹ mình, cha mình, vợ chồng mình chuẩn bị cơm, vân vân, hay đến giờ ăn, mọi người bảo mình là đến giờ ăn rồi, mời vào bàn ăn, thì bắt buộc mình phải đi vào bàn ăn, mình phải ngồi, mình phải tiếp xúc với chén cơm, tiếp xúc với thức ăn, lúc bây giờ mới ăn được. Còn nếu như mình không đi ăn như vậy, không tiếp xúc được như vậy thì không bao giờ no bụng. Người ta nói là muốn ăn phải lăn vào ví. Ở đây cũng vậy. Cái điều đầu tiên để mình thâm nhập Phật Pháp là phải tiếp xúc Pháp. Tiếp xúc Pháp bằng gì các Phật tử? Không phải bằng miệng, không phải bằng mắt. Nó gồm hai phần. Một phần khô là lỗ tai, tai, cái căn lỗ tai. Phần tế là gì? Là tâm của mình. Nghe bằng tai, hiểu bằng tâm. Đối với những người tiếp xúc Pháp á, trong bài kinh thuộc về Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật dạy có ba hạng người tiếp xúc Pháp. Tiếp xúc Pháp có ba hạng người. Ba hạng người đó xin thưa rằng đang ngồi chung với chúng ta đây. Và nhiều khi đó là mình. Nhiều khi hạng người ấy là mình. Nhiều khi mình là một trong ba hạng người này. Và nhiều khi mình cũng là ba hạng người này. Bây giờ chúng ta tìm hiểu lời Phật dạy, coi coi mình thuộc hạng người nào, và coi coi mình có phải là ba hạng người này hay là không. Hạng người tiếp xúc Pháp thứ nhất á, gọi là hạng người có trí tuệ lộn ngược. Trí tuệ lộn ngược là gì? Tức là nghe một đàng mà hiểu một nẻo,
Lộn ngược tức là hiểu một cách ngược lại lời của vị giảng sư giảng dạy. Và trong kinh điển Đức Phật đã ví dụ rằng cũng giống như một cái lu. Các tử biết cái lu không? Cái lu, cái hũ, cái mà dùng để đựng gạo, đựng muối, đựng mắm, như một cái lu để lật úp ở ngoài trời. Và khi cơn mưa, bao nhiêu giọt mưa đổ xuống đều chảy ra ngoài hết. Cái lu này không hề chứa đựng được một giọt mưa gì ở trên trời rơi xuống. Thì cái trí tuệ lộn ngược của cái người tiếp xúc pháp cũng giống như vậy. Khi mà nghe pháp, các vị đạo sư, các vị giảng sư dạy cho mình là mình phải ăn chay, niệm Phật, làm lành, đánh dữ. Vậy mà người này hiểu lại một cách ngược hoàn toàn. Thay vì dạy làm ác, thay vì dạy tránh ác, người này đi làm ác. Thay vì dạy làm thiện, người này là chẳng chịu làm thiện. Đó là trí tuệ hiểu một cách sai lầm. Cái nguyên nhân nào mà người ta hiểu sai lầm như vậy các Phật tử? Cái thứ nhất là bản thân họ tà kiến. Cái thứ hai là khi nghe pháp mà lơ là. Khi nghe pháp mà đầu óc nghĩ băng quơ, nghĩ cái tối lát mình về mình đi ăn cái gì, lát mình rủ bạn bè đi ăn ở quán này quán kia, ăn hủ tiếu hay là bánh xèo, ăn cơm hay là ăn cháo, nghĩ một cách vu vơ mông lung như vậy mà đang khi nghe pháp thì bảo đảm rằng nghe là hiểu sai liền. Chúng ta phải biết rằng cả một cái bài pháp á, ví dụ như dạy một tiếng đồng hồ, các bà tử nghe tập trung cỡ nào để chăng nữa chỉ nhớ được vài ý. Trong vài ý đó thì chỉ có vài câu, vài lời là nó nổi bật nhất. Vài lời, thậm chí là chỉ có một chữ nó hay nhất. Mà cái ý, cái lời hay nhất đó đang khi nói các Phật tử nghĩ băng quơ một cái thì coi như là đi qua rồi. Làm sao mình nắm bắt được cái lời hay nhất, cái lời ý nghĩa nhất, cái lời giá trị nhất. Cho nên nghe pháp, tiếp xúc pháp là phải tập trung cao độ. Đây là giờ phút mình đang ăn, đang cho tâm thức mình ăn pháp. Nếu mà không tập trung mình ăn thì mình sẽ chả biết mình ăn cái gì cả. Có bao giờ các Phật tử ngồi vào bàn ăn 15 phút mình nhai cơm nhồm nhàm, mình nuốt cho no bụng, xong rồi mình nhớ lại nãy giờ mình ăn cái gì vậy mà không biết mình ăn cái gì luôn? Có bao giờ như vậy không các Phật tử? Chúng tôi nghĩ rằng có đó. Nhiều khi mình lo to, nhiều khi mình đói khát quá, vào chỉ muốn làm sao ăn cho nó no bụng, ăn một cách thô tháo, ăn một cách nhanh nhẹn, nhai nhưng chả biết hương vị nó là cái gì. Thì nhiều khi mà nghe pháp nó ảnh hưởng đến mình như vậy. Và nguy hiểm là mình hiểu sai, mình hiểu sai lời dạy của các vị đạo sư, thì như vậy rất là tội nghiệp cho mình. Đó gọi là người tiếp xúc pháp mà có trí tuệ lộn ngược. Rơi vào trường hợp này á, thì thà mình đừng có hiểu thôi. Thà là mình đừng có hiểu gì hết, đỡ hơn là hiểu lộn ngược, hiểu sai. Bây giờ chúng ta sang cái người thứ hai tiếp xúc pháp. Người thứ hai tiếp xúc pháp gọi là người có trí tuệ bấp vế. Cái từ này rất là thú vị các Phật tử. Bấp vế là gì các Phật tử biết không? Là cái bộ phận cao nhất của đôi chân. Khái niệm một cách đơn giản cho các tự hiểu, bắp vế là cái bộ phận cao nhất của đôi chân. Trí tuệ bắp vế được hình dung như thế nào? Đây là nói về văn hóa của người Ấn Độ. Đức Phật là người Ấn Độ. Ngày xưa người ta không có ngồi bàn ghế như mình, không phải mâm cao cổ đầy như mình, mà đa số là người ta ngồi trệt dưới đất. Giống như ở quê đám giỗ, đám hỏi này kia, đa số là dọn trải chiếu, trải đệm ra giữa nhà, rồi đợi thức ăn, mọi người ngồi xung quanh, mọi người ăn. Ở quê chúng tôi vẫn còn cái tục lệ đó. Và nhà nào mà sang trọng thì mới ngồi bàn, đa số là ngồi ở dưới thôi. Thì trong cái bữa ăn như vậy, có một người đi ăn tiệc với mọi người, cảm thấy đồ ăn rất là ngon, mới khởi lên một cái suy nghĩ là để dành đồ ăn lại
thưởng thức đồ ăn rất là ngon, để dành đồ ăn lại để một chút đem về nhà ăn. Thì người này mới để ngồi thì ngồi xếp bằng các Phật tử. Họ bàn lấy thức ăn để trên bóc vế của mình, để bánh, để kẹo, để thức ăn gì đó. Thức ăn này thì phải khô, chứ để như cà ri, như canh là thua. Nhưng mà do vì họ say sưa với đồ ăn quá, cho nên họ quên mất. Khi mà no bụng là đứng lên, bao nhiêu đồ ăn trên bắp vế nó rơi xuống hết. Có một hạng người cũng vào trong lớp học, cũng nghe pháp, nghe đoạn đầu không hiểu, đoạn giữa không hiểu, và đoạn cuối cũng rất là thông hiểu. Nhưng họ chỉ thông hiểu đang khi nghe pháp, đang ở trong đạo tràng, đang ở trong lớp học. Khi mà đứng lên rồi, bước ra khỏi cửa, thì bao nhiêu kiến thức đổ lại hết, chả còn nhớ cái gì. Gọi là chữ trả lại cho thầy đó. 10 năm hao giấy viết mòn bàn tay. Đó gọi là người tiếp xúc pháp với cái trí tuệ bất vế. Hạng này nhiều lắm các Phật tử. Người này nhiều lắm. Và nhiều khi đó là mình. Nhiều khi đó là mình, chứ không phải người đâu xa. Ngồi đây chúng ta nghe rất là chân thành, ngồi trang nghiêm, để hết tâm thức nghe. Bao nhiêu là Phật pháp như là cơn mưa pháp đổ dồn vào tâm thức của mình, nghe với một cái tinh thần rất là mãnh liệt. Tự nhiên bước ra lo tìm dép thôi là cũng đủ quên. Tìm ra dép mình đó Phật tử, nó lựa dép coi cái ai mang lộ của mình không đó, là cũng đủ quên. Đó gọi là trí tuệ bốc vế. Đến cái thứ ba gọi là trí tuệ như thật, hay còn gọi là trí tuệ rộng lớn. Trí tuệ như thật là gì? Đó là hạng người nghe pháp mà hiểu biết từ đầu, hiểu biết đoạn đầu, hiểu biết đoạn giữa, hiểu biết đoạn cuối, có suy tư về pháp, có thấu hiểu pháp, và quan trọng là gì? Có ứng dụng pháp, ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống của mình. Và Đức Phật đã ví dụ giống như một cái lu để lật ngửa giữa trời. Bao nhiêu giọt mưa ngoài trời rơi vào cái lu này được nó chứa đựng một cách đầy tràn và viên mãn. Người nghe pháp có trí tuệ như thật cũng vậy. Khi nghe pháp, dùng hết thân tâm của mình lắng nghe từng lời từng chữ, suy tư tác ý, suy nghĩ cái lời dạy này hợp với chánh pháp hay không hợp với chánh pháp, phù hợp với căn tánh của mình hay không hợp với căn tánh của mình, và quan trọng hơn là áp dụng trong đời sống của mình, thì người này thấu hiểu pháp một cách tường tận, viên mãn, tràn đầy, và đến một ngày nào đó là gì? Thành tựu pháp. Đó gọi là trí tuệ như thật. Chúng ta là những người đang đi trên con đường này, học pháp là phải hướng đến con đường này. Học pháp mà không thể nào suy tư, không chịu chiêm nghiệm, không chịu ứng dụng vào đời sống thân tâm của mình, thì bảo đảm rằng tham sân si vẫn còn y nguyên đó. Người ta nói rằng pháp tỷ như nước, năng rửa sạch bụi nhớp. Bụi nhớp là tham sân si, nước là pháp. Lấy nước mình rửa tham sân si là phải ứng dụng pháp. Chứ mình nói con đi chùa niệm Phật ăn chay vân vân để đoạn trừ tham sân si, bây giờ nghe pháp mà không ứng dụng thì sân si vẫn còn y thinh. Xin thưa với các Phật tử như vậy. Đó gọi là trí tuệ như thật. Chúng ta phải hướng đến cho được con người có trí tuệ này. Chúng ta sẽ sang nội dung thứ hai gọi là thanh lọc pháp. Ở trong tài liệu thì nó có một phần, nhưng mà ở trên đó, chúng tôi không có chia ra thành một phần nhỏ. Thanh lọc pháp. Khi các Phật tử nghe cái từ thanh lọc, các Phật tử biết nguyên nhân tại sao người ta thanh lọc hay là không? Bởi vì nó hỗn tạp cho nên mới có chữ thanh lọc. Chứ nếu như nói như là nước suối la ve ở đây thì chúng ta đâu cần thanh lọc làm chi nữa.
Nhưng mà thanh lọc pháp là bởi vì Phật pháp đến thời đại chúng ta bây giờ, chúng ta phải cần thanh lọc. Không phải lời nào từ trên nói xuống đều đúng như pháp hết. Xin thưa như vậy, xin thú thật như vậy. Không phải lời các vị giảng sư khởi thân lên lâm lên pháp tòa là nói chính xác hết. Không phải các Phật tử. Đó. Nhiều khi nói đúng với căn tánh của người này mà sai với căn tánh của người khác. Nhiều khi nói đúng với trường hợp này nhưng mà trường hợp khác lại sai. Cho nên người nghe thì có 100 người, 100 ý thức, 100 cách nhận thức. Người nói có một. Cho nên đòi hỏi những người nghe phải biết thanh lọc. Thanh lọc pháp. Thanh lọc pháp ở đây nó dựa trên gọi là cái khả năng giác ngộ của từng người. Ở đây nó không nằm trên kiến thức các Phật tử. Chúng ta không thể nào dùng kiến thức của thế gian để thanh lọc pháp. Không thể nào dùng kiến thức cơ sở khoa học để thanh lọc Phật pháp. Phải nói rõ như vậy. Càng không thể nào dùng cảm tình để mà thanh lọc pháp. Và đặc biệt không được dùng cảm tính khi nghe pháp. Kiến thức thế gian là gì? Kiến thức thế gian, ví dụ như chúng ta học 1 cộng 1 bằng 2, đó là kiến thức thế gian. Chúng ta dùng cái 1 cộng 1 bằng 2 đó mà vào để thanh lọc pháp là thua. Chúng ta nói đơn giản như vậy để các bạn tự thấy. Kiến thức thế gian chỉ ứng dụng ngoài thế gian. Để có một cái kiến thức căn bản nào đó về văn hóa, chúng ta dùng nó để học Phật, chứ không phải dùng nó để thanh lọc Phật pháp. Rồi cơ sở khoa học là gì? À, phải nói điều đó phù hợp với khoa học. Phải có minh chứng khoa học thì mình mới tin, thì mình mới nói đó là Phật pháp. Xin thưa rằng có nhiều sự kiện không phải là Phật pháp mà khoa học không minh chứng được. Ví dụ như trường hợp ma quỷ chẳng hạn. Đến tận bây giờ khoa học vẫn chưa minh chứng được là thế giới này có ma hay là không có ma. Nhiều người minh chứng rất là nhiều cái thí nghiệm mà bạn nói là không có ma. Bên cạnh đó cũng có nhiều nhà khoa học minh chứng rằng thế giới này có ma. Như vậy không thể nào dùng cơ sở khoa học để mà thanh lọc Phật pháp. Mặc dù kiến thức của Phật pháp có thể phù hợp với cơ sở khoa học. Ví dụ như có một lần nọ, ông vua Di Lan Đà, ông dùng cơ sở khoa học để nói chuyện với lại Ngài Na Tiên Tỳ Kheo. Đây là bộ kinh mà chúng tôi đã chia sẻ cho các Phật tử trong suốt 2 năm trời. Ông dùng cơ sở khoa học, ông nói với lại Na Tiên Tỳ Kheo. Ông nói rằng trên thế giới này không có nhân quả. Bởi vì ông không thấy rằng có một người nào đó tạo phước lên cõi trời rồi hạ phàm để báo cho mọi người nghe rằng tôi làm phước, tôi được sanh về cõi trời. Nếu như có một người nào đó mà tạo phước rồi sanh lên cõi trời, hiện xuống nói với tôi là tôi làm phước, tôi được sanh về cõi trời, thì vua Di Lan Đà mới tin rằng làm phước, tạo phước được sanh về cõi trời. Ông dùng cơ sở khoa học rõ ràng. Lúc bấy giờ Ngài Na Tiên Tỳ Kheo mỉm cười mới chỉ ông vua Di Lan Đà về một cây xoài con đó, nó mới trồng ở trong vườn đó. Chỉ cây xoài hỏi ông vua Di Lan Đà rằng đó là cây gì. Vua Di Lan Đà trả lời đó là cây xoài con. Ngài Na Tiên mới hỏi tiếp rằng cây xoài như vậy có trái hay là không. Ông vua Di Lan Đà trả lời rằng có cây xoài thì dĩ nhiên có trái. Ngài Na Tiên hỏi tiếp rằng như vậy trái nó ở đâu, ông chỉ cho tôi coi. Vua Di Lan Đà lúc bấy giờ mới nói rằng
cây xoài con nó không có trái, nhưng mà chắc chắn rằng mai mốt nó lớn lên nó sẽ đâm hoa kết trái. Cơ sở khoa học. Ngang qua đó Ngài Di Lăng Đà trả lời là ông cũng vậy, phước báo mình sinh ra bây giờ đang là cái hạt nhân, khi nào nhân duyên này lớn lên rồi, đầy đủ nhân duyên, quả báo mới có, chắc chắn rằng tạo phước sẽ hưởng phước. Đó là cơ sở khoa học. Phật pháp phù hợp với cơ sở khoa học, nhưng không thể nào dùng cơ sở khoa học để thanh lọc Phật pháp. Chúng ta phải hiểu như vậy. Có nhiều cái tư tưởng lớn, tư tưởng triết lý tánh không chẳng hạn, tinh thần bát nhã chẳng hạn, làm sao dùng cơ sở khoa học để mà thanh lọc được. Như vậy chúng ta thanh lọc pháp ở đây quan trọng là phải vượt lên trên hai yếu tố cảm tính và cảm tình. Đây là điều mà chúng ta hay vấp phải. Cảm tính là gì các Phật tử? Chúng ta nghe một điều, nghe người ta nói thao thao bất tuyệt, nói một cái lời nào đó rất là hùng hồn, tự nhiên mình có cảm tính là cái lời này đúng. Cảm giác, linh cảm, dường như lời đó đúng, gọi là cảm tính. Mình tin một cách vội vàng mà không qua sự suy tư, không có sự so sánh với các pháp khác, thì mình dễ dàng tiếp xúc vào những ác pháp. Rồi cái thanh lọc thứ hai là phải vượt qua cảm tình. Cảm tình là gì? Mình có cảm tình với nhà sư đó, hoặc đó là sư phụ mình, hoặc đó là thiện tri thức của mình, mình có thiện cảm, mình có tình thương, tự nhiên người ta nói cái gì mình cũng nghe. Nói sai mình cũng nghe luôn, thậm chí là mình tự bào chữa cho cái vị đó luôn. Đó là cảm tình. Mình nghe như vậy thiếu cái sự khách quan, không bao giờ mình thanh lọc được pháp. Như vậy mình muốn thanh lọc pháp để vượt lên trên kiến thức của thế gian, vượt lên trên cơ sở khoa học, vượt lên trên cảm tình, vượt lên trên cảm tính. Như vậy mới thanh lọc pháp. Thanh lọc pháp mình dựa vào đâu các Phật tử? Dựa vào kinh điển của nhà Phật. Những lời nào nói ra bởi Đức Phật, đó là pháp. Cho nên chúng ta phải đặt trọn niềm tin vào tất cả những kinh điển của Phật mà đời sau kiết tập lại. Cái thứ hai, mình thanh lọc pháp mình dựa vào đâu? Dựa vào những lời nói của các tổ sư. Như đối với khất sĩ chúng ta, lời của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang trong Bộ Chân Lý, đó là kinh điển, đó là cái để thanh lọc tất cả những pháp khác. Người nào nói sai với Bộ Chân Lý, đó không phải là Phật pháp. Phật tử theo khất sĩ là phải có một cái lòng tin mãnh liệt như vậy, lấy kinh điển, lấy chân lý làm hệ quy chiếu để thanh lọc tất cả những pháp khác. Cái thứ ba, mình muốn thanh lọc pháp mình dựa vào đâu? Dựa vào lời người nào giảng thuyết mà có giữ giới. Người thuyết pháp cho mình, người đó phải có giữ giới trong sạch. Người có giữ giới trong sạch, thân trong sạch, tâm trong sạch, miệng trong sạch, thân khẩu ý trong sạch, được thanh lọc bởi giới luật, thì lời người đó nói ra đó là chân lý, lời người đó nói ra là Phật pháp. Hãy tin những lời nói của những người có dự giới. Đó là chúng ta đang thanh lọc pháp. Và cái cuối cùng, chúng ta phải nghe những lời pháp của những người có tu. Có tu là gì các Phật tử? Là có sự tu tập. Sự tu tập về giới luật, sự tu tập về thiền định, tu tập về các pháp ứng dụng. Ở tu tập một cái pháp nào đó mà họ có sự trải nghiệm sâu sắc. Ví dụ như họ tu tập về pháp môn niệm Phật, tự nhiên chúng ta cảm nhận được cái sự thanh thoát nhẹ nhàng trong lời nói của vị đó. Người mà có tu thiền định rất là điềm tĩnh, lời người này rất là ít nói, mà nói ra lời nào là thấy có chất liệu tu hành ở trong lời nói của người đó. Bởi sự điềm tĩnh, bởi sự tỉnh giác, bởi sự giác ngộ qua các pháp môn mà họ tu. Như vậy, để thanh lọc pháp
là chúng ta phải nghe lời của Phật dạy trong kinh điển, nghe lời tổ sư dạy trong chân lý, nghe lời của người có giới luật và nghe lời của những người có tu. Đó là chúng ta đang thanh lọc pháp. Ngoài bốn hạng người đó ra xong rồi, chúng ta còn phải thanh lọc pháp bằng tâm của mình. Mỗi người đều có một cái khả năng nhận thức khác nhau, và bảo đảm rằng khả năng nhận thức này bằng nhau, khả năng nhận thức tiếp xúc Phật pháp. Bởi vì mọi người đều có Phật tánh như nhau, thì rõ ràng cái kiến thức để tiếp thu Phật pháp, để nhận thức Phật pháp thì Phật tử đều nhau. Khi nghe một cái lời người ta nói ra, các Phật tử phải nhận thức coi lời này có đạo đức hay không có đạo đức, lời này coi có hại mình, hại người, hại cả hai là không. Ít ra mình cũng phải thanh lọc được như vậy. Cho nên đăng đàn thuyết pháp mà dạy hãy đi giết càng nhiều người thì càng được phước báo. Nghe lời như vậy mà chúng ta tin theo, bởi vì nó không phù hợp với đạo đức giá trị của nhà Phật, thì chúng ta không làm. Đó. Hay là gọi mình trở về khỏi thờ cha, khỏi thờ mẹ, bỏ hương án của ông bà, bởi vì chết rồi là hết, không còn gì nữa đâu mà thờ, mà chúng ta nghe theo, thì chúng ta không thanh lọc được pháp. Còn đâu nữa, tư tưởng uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, trong khi tinh thần tri ân báo ân là đạo đức tối cao của người Việt Nam. Ít ra chúng ta phải thanh lọc được như vậy. Đó, đó là các cách gọi là thanh lọc pháp. Chúng ta sẽ sang cái nội dung cuối cùng, tiêu hóa pháp, tiếp xúc pháp, thanh lọc pháp. Bây giờ chúng ta phải làm một con người tiêu hóa pháp. Phật pháp, nếu gọi Phật pháp là một loại thức ăn, thì cái bộ máy tâm hồn của mình phải là một bộ máy tiêu hóa cho cực tốt. Tiêu hóa pháp thì nó có 4 phần. Phần thứ nhất gọi là gì? Gọi là học pháp. Học là gì các Phật tử? Học nói một cách dân gian, một cái khái niệm mà gần gũi là bắt chước. Học là bắt chước. Học đi là bắt chước, theo người lớn đi từ bước từng bước. Học nói là bắt chước phát âm, nói những tiếng a ơi, sau đó ba mẹ vân vân, từ từ ráp thành câu, bắt chước. Cũng vậy, chúng ta muốn tu được ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, thọ trì giới pháp vân vân, thì chúng ta phải học từng bước căn bản. Phải học cho được giới luật là gì, học cho được giữ giới như thế nào, giữ giới nơi đông người, giữ giới nơi vắng người, vân vân. Phải học tất cả những cái như vậy, gọi là học, gọi là bắt chước. Cụ thể ở trong lớp giáo lý của mình, học pháp là gì các Phật tử? Đó là lắng nghe. Lắng nghe một cách gọi là toàn tâm toàn ý. Lắng nghe để cho thức ăn đầu tiên nó vào lỗ tai mình trước, pháp nó vào lỗ tai mình trước, qua các bộ phận thâu âm, thâu âm thanh vào trong lỗ tai, rồi nó sẽ đi đến tâm thức. Lúc bấy giờ mới nhận diện ra thức ăn của pháp. Mình phải gọi là, người ta nói là gì, uống từng lời các pháp đi vào trong tâm thức của mình một cách nhẹ nhàng, như là một cái dòng suối mát thanh hương, hay là như là giọt nước cành dương của Bồ Tát Quan Tham rưới vào như vậy. Mình phải nghe từng lời. Nghe pháp, cách học này là cách học không mệt mỏi. Thời gian này là thời gian đang ăn. Có ai đang ăn mà mệt mỏi bỏ ngang rồi ngủ không? Không có. Trong suốt thời gian ăn là đang thụ hưởng thức ăn. Cho nên phải học bằng một cái tâm hoan hỷ. Cho nên ăn như thế này mới trở thành pháp hỷ thực. Như vậy việc tiêu hóa đầu tiên là phải học cho được pháp, đưa pháp vào lỗ tai, đưa pháp vào tâm hồn của mình. Mà trước tiên là mình phải tiếp xúc và thanh lọc cái đã. Tiếp xúc rồi thanh lọc, bây giờ mới tới cái học nữa. Tức là mình đã qua cái giai đoạn lựa chọn rồi, đây là thiện pháp. Mình lựa chọn đúng thiện pháp, mình lựa chọn đúng pháp hợp với căn tánh của mình, lúc bây giờ mới học, mới bắt chước theo.
Rồi đến cái tiêu hóa thứ hai, cái bước thứ hai trong cái việc tiêu hóa pháp á, là phải hành pháp. Hành là thực hành, là ứng dụng. Trong suốt, nói một cách tóm tắt là 12 năm cái lớp giáo lý này tồn tại ở đây. Tùy theo Phật tử, có người thì tham dự xuyên suốt 12 năm, có người 10 năm, có người 8 năm, thậm chí là có người mới vào học một vài tháng. Các tự hình dung lại coi mình đã hành được cái pháp gì qua những cái buổi học ở đây rồi. Nếu như các Phật tử có áp dụng, có thực hành một pháp trong vô lượng pháp mà các Phật tử nghe, thì chúng tôi thật sự chúc mừng các Phật tử. Nghe pháp đã khó, bây giờ mình thực hành nữa càng khó hơn, càng cao quý hơn. Còn những ai chưa thực hành được thì cũng đừng có lo, bởi vì mình chưa đủ duyên để thực hành. Sau cái bài pháp này, mình phải phát tâm mình thực hành pháp. Pháp gì cũng được. Tất cả các pháp đều có khả năng đưa người ta đến sự an lạc và giác ngộ. Thiền định cũng được, niệm Phật cũng được, trì chú cũng được, tu giữ giới suốt đời cũng được, vân vân. Miễn là chúng ta có thực hành thì tất cả những cái con đường này đều là con đường đi về an lạc và giác ngộ. Nếu như chúng ta không ứng dụng được thì phải cố gắng lên, không có gì buồn, không có gì xa ngã cả. Chẳng qua là mình chưa đủ duyên với pháp đó mà thôi. Bây giờ phải phát tâm dũng mãnh lên. Con thực hành chưa được, phải lại Phật, phải sám hối, phải phát nguyện như thế nào đó để con thực hành cho bằng được. Có như vậy thì Phật pháp mình mới tiêu hóa được. Chứ nếu như mình nghe rồi mình chứa đó, mình không chịu thực hành á, là thức ăn đi vào bao tử rồi mà nó không tiêu. Nó không tiêu thì nó sẽ trở thành gì ạ? Trở thành bệnh. Trở thành bệnh đó các bao tử. Sang cái tiêu hóa thứ ba là phải hoằng pháp. Nghe chữ hoằng pháp nghe cái gì ghê gớm quá các bao tử. Nghe chữ hoằng pháp mình tưởng nó là phải Phật, phải Tổ, phải những vị giảng sư mới hoằng pháp. Còn chắc mình không có hoằng pháp. Xin thưa rằng Phật tử vẫn có thể hoằng pháp. Hoằng pháp khác với thuyết pháp. Thuyết pháp là đi nói pháp. Còn hoằng pháp là gì? Dùng Phật pháp để đi vào trong tâm thức của người khác, giúp người khác vơi bớt những đau khổ, những nỗi sầu muộn, những phiền não. Đó là hoằng pháp. Chúng ta hoằng pháp như thế nào? Chúng ta hoằng pháp qua cái tâm từ bi của mình. Nghĩ tưởng đến gia đình mình, nghĩ tưởng đến xã hội mình, đến bạn bè mình. Mong muốn làm sao tất cả những chúng sanh đều biết về Phật pháp, đều quy y, đều thọ giới, đều trở thành người Phật tử. Và quan trọng hơn, mình hoằng pháp á, là khi quý Phật tử ứng dụng Phật pháp hằng ngày, tự nhiên mình cảm hóa được mọi người xung quanh. Nhìn vào một người mà tự nhiên đến cái giờ đó thắp nhang, mặc áo tràng, quỳ lại Phật tụng kinh, tự nhiên chuyển hóa tâm thức của biết bao nhiêu người. Ban đầu có thể là người ta không thích mình, có thể thấy mình là dị hợm, có thể thấy mình như thế nào đó, khùng điên gì đó vân vân. Nhưng mà mình làm dần dà, tự nhiên người ta chuyển hóa tâm thức. Tại sao cũng một con người như vậy, đến giờ đó họ vào chùa lễ Phật tụng kinh nghe pháp, còn bản thân mình là đi chơi bời, đi xa ngã, đi nhậu nhẹt, đi chơi bời, tự nhiên cảm hóa được họ đi. Và mình cảm hóa người ta như vậy, mình đang hằng pháp. Hằng pháp bằng cách là hồi hướng công đức tu hành, công đức nghe pháp đến với tất cả mọi người, cũng là một cách tiêu hóa pháp, gọi là hồi hướng phước báo. Và cái cuối cùng là gì? Trong cái vấn đề tiêu hóa pháp là hộ pháp. Hộ pháp là gì các Phật tử? Là bảo hộ chánh pháp. Bảo hộ chánh pháp, ngoài các vị thiên thần, các vị chư thiên, các vị quỷ thần, những người mà bảo hộ chánh pháp vô hình ra, các cảnh giới khác ra, thì Phật tử là một thành phần quan trọng để bảo hộ Phật pháp.
Bảo hộ không phải là gì, không phải cứ gọi các Phật tử là đem gia tài sự nghiệp cúng dường, không phải bỏ tài sản vào đó để mà xây chùa tạo tượng đắp chuông. Cái việc làm đó gọi là bố thí. Còn hộ pháp quan trọng ở đây nè là gì các Phật tử? Là Phật pháp phải được giữ gìn, phải được phát huy, phải được thọ trì, đó mới gọi là hộ pháp. Người bảo hộ chánh pháp thật sự phải là một con người hiểu pháp, phải là một con người thực hành pháp, và đặc biệt phải là một con người có thành tựu pháp. Trong cương giới của người Phật tử chúng ta, hộ pháp là các Phật tử phải có sự trải nghiệm tu hành. Ít nhất khi mà chúng ta thọ trì năm giới pháp rồi, chúng ta giữ cho thân tâm được trong sạch, không vi phạm năm điều đạo đức mà mình đã thọ, đó là mình đang trải nghiệm pháp, đó là mình đang hộ trì chánh pháp. Ít nhất mình cũng phải biết vào tụng kinh là gì, ít nhất phải biết ngồi thiền là gì. Các pháp căn bản của một người Phật tử như vậy mình phải biết, mình phải thực hành, mình phải có là một người Phật tử có tu, phải mang tiếng là một người Phật tử có tu, đúng chất liệu của cái áo mà Phật tử đang mang. Chứ nếu như mình mang danh Phật tử là con Phật mà mình không có chất liệu gì hết trơn thì chẳng qua chỉ là một chiếc áo mặc bên ngoài mà thôi, còn nội dung ở trong là gì? Trống rỗng. Thì như vậy mình không phải là một con người hộ pháp thật sự. Như vậy trong cái tiêu hóa pháp là các Phật tử phải đi qua bốn bước là học pháp, là hành pháp, là hoằng pháp và hộ pháp. Với tất cả bốn bước như vậy, Phật pháp các Phật tử đưa vào tâm thức của mình được tiêu hóa, được tiêu hóa, càng tiêu hóa phước báo, đạo lực, đạo hạnh của mình ngày càng tăng trưởng, ngày càng tăng trưởng. Có được như vậy, Phật tử mới là một con người thực hành pháp, đi đúng đường lối mà Phật, mà các vị tổ sư truyền bá chánh pháp cho đến tận bây giờ. Nói tóm lại thì hôm nay chúng ta học một cái chủ đề mới trong cái lớp giáo lý tại đạo tràng Tịnh Xá Lộc Uyển mang tên là tiêu hóa pháp. Bài pháp này cung cấp cho các Phật tử kiến thức về thức ăn gọi là Phật pháp. Phật pháp chúng ta phải hiểu là một loại thức ăn. Người đang nghe pháp, người đang thọ trì chánh pháp là những người đang tiêu hóa pháp. Chúng ta phải dùng hết tâm thức của mình để tiếp xúc Phật pháp, để thanh lọc Phật pháp, và phải có phương pháp học hành, phải có phương pháp hoằng pháp và phải có sự hộ pháp. Có được như vậy, chúng tôi tin tưởng rằng mỗi người mỗi ngày sẽ được tăng trưởng về đạo pháp, và đến một lúc nào đó sự an lạc, sự giải thoát sẽ nằm trong tay của tất cả mọi người. Hôm nay các Phật tử đã học thêm được một bài pháp mới. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ chứng minh cho những lời nói của chúng tôi phù hợp với chánh pháp và sẽ thật sự mang đến lợi ích giá trị cho tất cả các Phật tử ở đây. Cầu nguyện cho các Phật tử có một đời sống an vui và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Mời các Phật tử kính xá bảo tượng Đức Thế Tôn Mô Phật. Dạ, mời các Phật tử nghỉ ạ.